đây tráng nhựa tới đây rồi nè các bạn, ngon lành chưa. Đó, đoạn này xong hết trơn đó các bạn, hai bên đều xong hết rồi. Đó, đường này nữa là nối ra quốc lộ 50 đó các bạn, ngon lành chưa. À, cống này đặt xong rồi hết. Đó, ta đang làm ngon lành không? Để đường quá trời bự luôn, đường rộng mênh mông luôn, rộng kinh khủng luôn. Đó, qua đó là đường dẫn cao tốc đó các bạn. Qua tới bên kia các bạn, bo yeah, đường cao tốc này qua. Mắc người luôn các bạn. Đó, Kiều đang đứng dưới đây là mắc quá cho bạn. Mắc trong. Ở đây tráng nhựa tới đây rồi nè các bạn, ngon lành chưa. Thì chỉ còn cái đoạn người ta cây cầu này thôi nè. Thì trên cao nhìn xuống các bạn thấy đó, người ta đang thi công vụ cây cầu này nè. Xong rồi thì đường này rất là ngon lành, nhìn đẹp kinh khủng luôn các bạn. Chỗ này nè, nối liền với nhau chỗ cây cầu kia nữa là chỗ cây cầu đang làm nữa, là đi qua được là ok rồi, rất là ngon. Rồi, mình sẽ nó chạy dài dài cho các bạn xem từ đây đoạn đến ra về hướng quốc lộ 50 nha, nối liền quốc lộ 50. Đây là đường Đa Phước này các bạn, đoạn đường Đa Phước ngang đẹp quá trời luôn. Hôm nay trời trong xanh nhìn đẹp quá trời luôn con đường. Không bao lâu nữa thì mình có mình và cái tuyến đường quốc lộ 50 đỡ được cái vụ kẹt xe rồi. Cái đường này cho xe lưu thông nữa là cái đường ngoài kia bớt kẹt xe lại. Cái lượng xe ngoài kia lưu thông nhiều quá, rất là cao, cho nên là làm kẹt xe quá trời luôn. Tới đây là gào lại nữa, chắc ta gào ta thi công á. Đoạn này xong hết trơn đó các bạn, hai bên đều xong hết rồi. Thì hai bên khu vực này á, phía bên đường quốc lộ 50 á, thì dãy đất từ đó ra tới quốc lộ 50 đó cũng rất là trống, và phía bên tay phải chiều có một dãy đất cũng rất là trống luôn, rộng mênh mông luôn, đất ở đây rộng lắm. À, đẹp nha các bạn. À, trời trong xanh mà nhìn nó đẹp kinh khủng thiệt. Còn cái đoạn cây cầu làm cây cầu xong nữa thì cái tuyến đường phía bên kia người ta cũng đang làm á, làm xong nữa nối liền với nhau thì cái tuyến này không bao lâu nữa đâu, chắc có thể là xe cộ lưu thông, nếu mà đến khi khánh thành người ta cho lưu thông thì đường quốc lộ 50 là ngon lành rồi, đỡ bị kẹt xe. Chưa có làm, chưa đâu, đoạn này phía bên kia chừng nào mấy cái đường kia xong hết trơn, mở rộng xong hết trơn thì nó mới nói đường này vô cho nó hoàn chỉnh thôi. Đó, đường này nữa là nối ra quốc lộ 50 đó các bạn, ngon lành chưa. À, cống này đặt xong rồi hết, đoạn này ra nối ra rất là rộng nha. Mình đi ra ngoài kia mình đi đoạn nữa cho các bạn xem nha.
Rồi, ở đây có cái đường ga nè các bạn, người ta sẽ cho cái đường ga và vừa lên xuống nữa cũng có đường xuống cho mình đó. Sáng nay đẹp quá trời luôn, đẹp trời. Nói cái đoạn này vô nữa là ngon lành rồi nha các bạn. Nhưng mà chỗ này chắc nữa làm sao á các bạn. Ở trong kia hoàn thành hết rồi mới thi công đoạn này. Hoặc là ở đây của thì cái này làm xong hết trơn người ta mới nói vô luôn. Chắc cũng hơi bị lâu rồi. Dạ, mà thấy không? Bên kia người ta cũng chuẩn bị người ta làm cống nè. Mà thấy không? Cống ống bự 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 không ạ? Dạ, đây mấy cái cống là bự hết. Kinh khủng luôn. Quá trời cái cống nó bự. Cái này là hướng xuống đường xuống đây các bạn sẽ gặp được cái đường cao tốc á, Long Thành Bến Lức Long Thành. Cái đường cao tốc cũng đang làm nữa. Ồ buổi sáng đẹp. Quá đẹp. Chiều nay là trời ở Sài Gòn có chừng mưa tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh này mưa tiếp do là hôm qua mưa. Mưa quá trời luôn mà trời sáng nắng như này là cũng mưa dữ lắm. Hôm trước là mấy cái đoạn này á người ta đâu có buôn bán gì được đâu. Ngày hôm nay mới lắp cống xong á. Nên là cũng còn có cái chỗ để cho người ta buôn bán. Rộng quá trời rộng. Chỉ có rộng như vậy thì nó mới giảm tải được cái đường cái đoạn từ cái chỗ chiều vẹo nãy đó đi xuống tới với Nguyễn Văn Linh đó các bạn, thì đường đó cái đoạn đó buổi sáng mấy do là ta xe cộ đông quá ta sẽ kẹt xe còn cống bự bự luôn các bạn không, có chỗ đặt xong rồi có chỗ đang chuẩn bị đặt, mấy chỗ này đặt xong hết trơn nè, chỉ còn những cái cống phía bên trái á, phía bên trái chịu hồi chiều quay lại cho các bạn xem nha. Xong rồi. Với người ta đang xây cái đường cống trong đây là có nước trong nè.
đường tắt nha, có những cái đường tắt đi rất là nhanh nha các bạn. Chiều cũng từng thấm hết cái đường tắt rồi. Trên cái kênh của Chiều là có một hai video chia sẻ một cái tuyến đường tắt về đến thành phố Mỹ Tho gần lắm. Chiều đi nhưng mà đường đó phải qua phà, hai con phà đã tới thành phố Mỹ Tho nhanh. Đường cao tốc bao vòng lại xuống dẫn vô nè các bạn. Nè, ở đây cây đa bự quá trời. Đó, xe cộ ta đang làm đây nè. Đó, ta đang làm nó ngon lành đó. Dạ, đường quá trời bự luôn. Cái đường này là đường dẫn lên đường cao tốc đó các bạn. Giờ thấy cái này bo vòng ra chỗ đường cao tốc lên cao tốc nè, không có phải không, chắc phải quá. À, ta đang thi công vậy đó. Quá trời luôn, chưa chạy vô tí nha. Cái xe vô có được không? À, xe ủi vô được thì mình vô được mà. Xe lâu rồi hết hộp vô lỡ rồi, xe hơi tiếp còi cái mình bóp kèn cái mình đi vô luôn, vô khám phá thử tí nha các bạn. Được rồi, quá trời đã đời. Ồ, xe chạy vô bi bi vô đường rộng mênh mông luôn. Kinh khủng động luôn. Ồ, đã các bạn ơi. Một năm, hai năm nữa các bạn đi ở đâu lâu lâu về, các bạn về lại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này thì các bạn thấy các bạn qua không biết đường nào đi luôn á. Mình ở đây thì các bạn ở đây thì
thì cập nhật liên tục thì có thể là các bạn biết được, còn lâu lâu mà về đây thì thôi rồi. Tự nhiên cái đường nè, bạn thấy không, rộng kinh khủng luôn đó. Qua đó là đường dẫn cao tốc đó các bạn. Rộng lắm, khu này rộng kinh khủng, cái đường này rộng lắm trời, quá trời rộng luôn. Đứng đây, chịu đứng đây, chịu view cho các bạn xem nha. Đây, chịu view một vòng cho các bạn xem con đường này. Quốc lộ 50 ngoài đó đó các bạn, đây đường vòng ra đây. Rồi, đi qua đây sẽ ngang con lộ này nè. Con lộ này sau này thì không biết sao nha. Và đây cho các bạn xem đó kìa, kìa cái cầu chỗ đường dẫn vô đường cao tốc rồi các bạn, không phải xuống hầu như nối liền đường cao tốc đó, đó các bạn thấy không, đang xây xong rồi đó. Ồ, hay quá trời luôn cái đoạn này, sau này mới hình dung ra được nè. Các bạn thấy chưa, kìa đó cây cầu đó, là tại sao là bắt cây cầu đó, bắt ngang cái đường cao tốc hay sao? Các bạn thấy không? Cái đường nãy mình đi vô là nối lên đây nè, nè, nối ra đây, đã nối ngay cái nhịp này nè. Nhưng là nó quá trời xa, quá nhiều đường luôn. Nhìn nè, xuống đây rồi ra đường ra đây, ô, quá trời các bạn ơi, chưa hình dung được. Sau này thi công thời gian nó mới hình dung ra được cái đường đường này. Yeah. Quá trời cây cầu luôn. Cầu cao kinh khủng không? Yeah. Oh. Ghé ra đây một nhánh nữa các bạn, đường này lên nữa. Quá sáng mà. Cái dòng này giờ chưa hình dung được. Quá xa rồi. Thấy không? Hello bạn, bạn Hiền. Bạn đâu rồi? Yeah. Các bạn heo rừng, heo ngâm mình. Đó, cầu nữa bo tới bên kia các bạn, bo. Yeah, đường cao tốc này. Mắc người luôn các bạn. Đó, Kiều đang đứng dưới đây là mắc quá cho bạn. Mắc trong. Cái cầu này dẫn qua bên đó không biết là bò cái khu này, cái dòng cung này chắc cái kiểu giống dòng xây á các bạn. Xây vòng 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 để lên về đường dẫn rồi đường vô, đường ra đủ các kiểu hết. Để nó nói liền cái khu vực này là quốc lộ 50 á các bạn. Nhưng mà chưa hình dung được như thế nào. Sau này mới biết. Tới khi hoàn chỉnh nha. Lên giống như là lên bộ xương á, chứ thấy được cái bộ xương rồi thì lúc đó mình bay lại cam lên là các bạn sẽ hình dung được. Giờ chưa hình dung được. Thì đó cái đoạn sau lưng chiều hồi nãy chiều quay cho các bạn đó. Thì hướng đó về Long Thành Dầu Dây, còn hướng này về quốc lộ 1A nè, bến Lức Long An nè các bạn. Các bạn muốn đi về mà về ở bên đường về đâu ta, về Mỹ Tho, Tiền Giang, Bến Tre vậy, các bạn đi tuyến này nè. Mà các bạn biết đường đi đi cũng nhanh hơn cái đường quốc lộ 1A, hoặc là đi tắt cái đường cao tốc này nè. Nếu mà xe gắn máy, hiện tại là xe gắn máy vẫn chạy được á, nhanh kinh khủng luôn. Chiều đó từng đi thử. Nghe đây một cây cầu ngang nữa. Đó, con đường quá bình rỡ đó các bạn. Đây cao tốc từ đoạn này.
bên đây nữa nè. Quá trời luôn. Bây giờ công trình đường xá Việt Nam quá trời phát triển luôn các bạn. Một thời gian nữa mấy cái đường cao tốc xong hết trơn, nó rút ngắn thời gian cho mình á, đi nhanh hơn. Đây nè. Rồi, vậy thì chiều xin phép kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của chiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại.